She works a night by the water. She's gone astray so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save it. She tells it no one, no one's ever gonna hurt you. I'm gonna give you. Xin chào tất cả các bạn, mình là Mẫn Hoàng Cao, đại diện cho thương hiệu Mẫn Mẫn Top. Hôm nay Mẫn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng len và đeo len như thế nào cho đúng nhất nha. Khi các bạn đặt hàng của Mẫn Mẫn Shop, các bạn sẽ nhận được một bộ sản phẩm như thế này. Đây là thiết kế độc quyền của Mẫn Mẫn Shop với thương hiệu 2M Beauty Eye contact len cao cấp. Mở hộp ra, các bạn sẽ thấy trong đó có chứa một cặp len và một khay gương chứa đầy đủ tất cả các dụng cụ cần thiết khi các bạn sử dụng len nha. Ngoài ra, để tiện dụng hơn cho việc sử dụng, các bạn nên mua một bộ combo đầy đủ gồm có tất cả len, khay gương dụng cụ, nước ngâm và nước nhỏ mắt chuyên dụng khi đeo len nha. Đầu tiên, Mẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khui len. Mẫn biết là có rất nhiều bạn vẫn chưa biết cách khui len như thế nào cho đúng và dễ nhất, thì hôm nay các bạn hãy xem cách khui len đúng nha. Khi cầm một lọ len như thế này, các bạn hãy tìm trên phần viền thiết niêm yết của len, các bạn sẽ thấy một cái hình mũi tên được khắc nổi ở trên đây. Khi đã thấy được phần mũi tên, các bạn dùng tay bật mạnh nắp nhựa của len lên. Sau khi đã bật nắp lên, các bạn chỉ cần kéo nhẹ thì viền nắp thiết sẽ tự động bung ra. Sau khi đã khui len xong, các bạn sẽ dùng chiếc khay gương được tặng kèm cho mỗi bộ sản phẩm để đựng và bảo quản len. Khi các bạn mở hộp khay ra, các bạn sẽ nhìn thấy trong đây gồm có một khay để đựng len, một chiếc nhíp gấp và một cây dụng cụ hỗ trợ để đeo len. Trên mỗi khay sẽ có hai ký hiệu khác nhau trên nắp để các bạn dễ dàng phân biệt được mắt nào là mắt trái, mắt nào là mắt phải. Đầu tiên, các bạn sẽ mở nắp của khay len và chúng ta sẽ cho một lượng nước ngâm vừa đủ vào khay. Sau đó, chúng ta sẽ dùng nhíp gấp để lấy len từ trong lọ ra. Các bạn lưu ý là nước len còn ở trong lọ chúng ta không sử dụng nữa, mà chúng ta chỉ sử dụng nước ngâm chuyên dụng. Và khi len mới vừa khui, các bạn nên ngâm từ 4 đến 6 tiếng sau đó mới bắt đầu đeo nha. Và trong quá trình đeo len, chúng ta chỉ được sử dụng nước nhỏ mắt chuyên dụng dành cho len, chứ không được sử dụng bất kỳ loại nước nhỏ mắt nào khác. Tiếp theo, Mẫn sẽ hướng dẫn cách các bạn đeo len. Ở đây Mẫn có chuẩn bị sẵn một cặp len đã ngâm đủ 6 tiếng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đeo len nha. Đeo len có hai cách. Đây là cách thứ nhất, đeo len bằng dụng cụ hỗ trợ. Các bạn mở hộp len, dùng nhíp gấp, gấp len để lên dụng cụ. Các bạn lưu ý trước khi đeo nhớ phân biệt giữa mặt phải và mặt ngược của len nha. Các bạn dùng tay hỗ trợ kéo mí mắt lên và đôi mắt nhìn thẳng, sau đó nhẹ nhàng đặt len vào. Và bây giờ là cách thứ hai, đeo len bằng tay. Đối với cách này, các bạn lưu ý là phải luôn luôn vệ sinh tay thật sạch trước khi đeo len. Chúng ta sẽ dùng nhíp gấp, gấp len, nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón trỏ, sau đó dùng tay kéo mí mắt và nhìn thẳng, đưa len vào. Children, they would know what it means, and I pass on the things my family's given to me, just love and understanding. Xong, như vậy là Mẫn đã hướng dẫn cho các bạn hai cách đeo len cơ bản nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến bước tháo len. Tháo len cũng có hai cách. Tháo len bằng dụng cụ nhíp gấp. Cũng như khi đeo len, chúng ta sẽ dùng ngón tay để kéo phần mí mắt và đưa nhíp gấp vào. Dùng nhíp gấp bóp nhẹ phần len và lấy len ra khỏi mắt. Tháo len bằng tay, cũng như khi đeo len, trước khi tháo len vẫn phải vệ sinh tay thật sạch, sau đó dùng hai ngón tay kéo mí mắt lên và đưa ngón trỏ cái vào. Như vậy là xong, Mẫn đã tháo len ra rồi nè. Các bạn lưu ý, sau mỗi lần sử dụng len, chúng ta nên thay nước ngâm mới để giúp cho len luôn sạch, không bị nhiễm khuẩn và luôn luôn vệ sinh. Đồng thời, những bạn không sử dụng len thường xuyên, các bạn nên canh từ 3 đến 4 ngày thay nước ngâm một lần, tránh để tình trạng ngâm quá lâu sẽ khiến cho len bị dơ và hút ngâm. Sau đây là những điều cần lưu ý khi các bạn sử dụng len. Trong trường hợp các bạn để len quá lâu không thay nước ngâm, len chúng ta sẽ bị khô. Mẫn khuyên các bạn rằng không nên sử dụng cặp len đó nữa, bởi vì len đã mất đi độ đàn hồi và độ ẩm cần thiết. Khi sử dụng len, chúng ta chỉ được sử dụng nước ngâm chuyên dụng dành cho len để ngâm len. Ngoài ra, không được sử dụng bất kỳ loại chất lỏng nào khác để ngâm len. Hạn sử dụng của nước ngâm và nước nhỏ mắt chuyên dụng dành cho len tốt nhất trong vòng 1 tháng đầu kể từ ngày khui. Và các bạn không nên sử dụng quá 3 tháng. Khi đeo len, các bạn chỉ được sử dụng nước nhỏ mắt chuyên dụng dành cho len.
không được sử dụng bất kỳ loại nước nhỏ mắt nào khác. Khi các bạn đeo len hay lúc nào mà len mắt chúng ta có vẻ hơi khô hoặc là hơi khó chịu, các bạn sẽ sử dụng nước nhỏ mắt này để cung cấp oxy và dưỡng chất ẩm giúp cho mắt thoải mái hơn. Đeo len sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta đẹp hơn. Tuy nhiên các bạn nên sử dụng đúng cách và không nên lạm dụng. Một ngày chúng ta chỉ nên đeo len không quá 8 tiếng. Lưu ý nè, khi đeo len các bạn không nên ngồi gần những vật tỏa nhiệt cao, ví dụ như là bếp lò, bếp than. Khi chạy xe chúng ta nên đeo một lớp mắt kính mát ở ngoài để tránh cho gió thổi vào len dễ bị khô mắt. Không nên đeo len đi bơi, không nên đeo len đi ngủ. Trong những ngày đôi mắt của chúng ta không khỏe, ví dụ như len bị đau mắt đỏ hay bị viêm mắt, chúng ta không nên sử dụng len. Và nếu đã lỡ sử dụng len trong những ngày đó, các bạn không nên tái sử dụng cặp len đó nữa và thay bằng một cặp len khác để tránh tình trạng mắt bị tái phát. Đối với những bạn bị cận muốn làm đẹp cho đôi mắt thì các bạn vẫn có thể làm đẹp được nha, bởi vì dòng len bên mẫn có độ cận từ 1 đến 10 độ đáp ứng cho tất cả những bạn có đôi mắt bị cận thị và đầy đủ tất cả các màu sắc để cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra có một lưu ý nhỏ, đó là có rất nhiều bạn vẫn hay thắc mắc và hỏi mẫn tại sao sau một thời gian đeo len thì lại có cảm giác là len bị cộm. Mặc dù cái thời hạn sử dụng len vẫn còn rất là dài thì hôm nay vẫn xin giải thích cho các bạn luôn. Ngoại trừ chúng ta thay nước ngâm thường xuyên và kiểm tra xem nước ngâm có dơ hay không, chúng ta còn phải vệ sinh một cách đúng cách để giúp cho len không bị bám bụi bẩn. Vì khi đeo len ra ngoài đường, chúng ta chạy tiếp xúc với gió bụi sẽ dẫn đến là len bị bám bụi và ngâm nước ngâm thì nó không thể nào mà ra hết được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh len. Cách vệ sinh len rất là đơn giản, các bạn phải rửa sạch tay trước khi vệ sinh len và dùng nhíp gấp để len vào lòng bàn tay. Các bạn dùng ngón tay chà đều hai bề mặt của len để giúp cho lấy sạch bụi bẩn. Các bạn lưu ý là chúng ta nên cẩn thận, chúng ta chỉ dùng thịt của ngón tay chứ không nên dùng phần móng nha, vì sẽ rất dễ làm xước và trầy len. Sau khi đã vệ sinh len xong, các bạn sẽ để len lại vào